Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà một loại cây mà có trái ăn thì rất là ngon, có hoa thì rất là đẹp, nhưng mà chúng gần như bị tuyệt chủng. Đó, một loại cây rất là có lâu đời rồi ha, đó chính là cây mận điều. À, cây mận điều này thì ở dưới cái vùng miền Tây á thì nó có ha, nhưng mà dần về đây á thì cũng còn rất ít nhà còn sở hữu được cái cây mận điều này. À, cây mận điều này á, thì cái trái nó đó là hình cũng hơi hơi giống trái mận An Phước, nhưng mà nó bầu bỉnh hơn, nó tròn hơn, nó to hơn. À, và ăn cái hương vị nó cũng thơm và đặc biệt hơn. Còn một điều đặc biệt nữa là cái hoa mận điều này nó màu đỏ hồng, rất là nổi bật, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì cái cây mận điều này á, ngày xưa á, người ta thường vào dịp Tết á thì cây sẽ cho ra trái ha. Thì ông bà ta thường á, lấy cái trái mận đó trưng lên bàn thờ để mang lại những điều may mắn. À, nó có một cái ý nghĩa rất là linh thiêng trong những ngày Tết cổ truyền ngày xưa. Nhưng dần về đây á, thì cây này gần như là bị tuyệt chủng rồi cả nhà. Thì rất là hiếm, rất là ít cây còn. Nên bây giờ á, mình chia sẻ với cả nhà cái cây mận điều này thì tương đối là to rồi. Mận điều này thì thường người ta phải ươm hạt hết cả nhà. Ươm hạt tại vì ươm hạt thì cây nó sẽ có tuổi thọ rất là cao. Đó, cái cây lá nó rất là khỏe. Mình có thể vừa dùng làm cái bóng mát cho sân nhà, mà vừa có trái ngọt ăn và vừa có cái hoa rất là xinh xắn để gia đình mình cùng ngắm ha. Thì mình có cây như vậy và cây to hơn nữa nha cả nhà. Nếu ai thích sở hữu một trong hai cây mận điều này thì hãy liên hệ với mình, tại thật sự không có nhiều, chỉ có hai cây thôi cả nhà, cây này và cây to hơn. Bây giờ mình giới thiệu với cả nhà cái hoa hoa điều này cả nhà. Đó, hoa mận điều một cái màu rất là đẹp đúng không ạ? Và đây là trái. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà coi ha. Rồi có ai mà thích cây này thì liên hệ với mình nhé.